rồi cho bạn. Có cô nào chúng tôi đây. Nói cho bò nghe. Nói cho tôi bò cho bạn được không? Dạ. Mời các chị mời giữa cây bên đó. Cây lái bò. Xin mời một chị học sinh cô đê. Nếu mà hôm nay là thì lại xin mời chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân học sinh cô đê. Xin mời chị Hồng Vân bước lên đây chúng ta cùng hò. Nhớ lại tôi nhớ hồi xưa chị Minh Lệ ơi. Hồi xưa đó anh nhớ có một lần mà tụi em hứa với cái trường này, nhiều trường tại hồi đó có văn minh rất là